Người ta thường nói giàu vì bạn. Điều này rất đúng ở trong cái cuộc đời. Một doanh nghiệp có thể thiếu mọi thứ nhưng không thể nào thiếu được cái tài sản vô hình. Đấy. Một người có thể không có gì nhưng không thể không có sự tin cậy. Không có tiền thì có thể đi vay, không có kinh nghiệm thì có thể học. Nhưng nếu không có gì đáng để người ta tin cậy thì không làm được bất cứ cái điều gì trong cuộc đời này cả. Xin nêu một câu chuyện về một con người lúc bình thường hay giúp đỡ mọi người và khi gặp lúc cùng quẫn thì được mọi người tin yêu và giúp đỡ ngược trở lại và trở thành triệu phú. Vào năm 1978 thì Ngưu Cang Sinh bắt đầu đi làm cái công việc đầu tiên, đó là rửa chai lọ ở cái tập đoàn Ích Lợi vùng Nội Mông, sau đó làm phân xưởng trưởng rồi làm xưởng trưởng, sau đó tiến tới làm phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh mảng sản xuất. Anh từng nhận được rất nhiều giải thưởng lớn như là người có công nhất trong khoa học kỹ thuật và cả trong việc xây dựng thành phố Hô Hòa Hoạt Đạt. Đấy, đây là cái khu vực Nội Mông. Rồi cái danh hiệu là 10 thanh niên hàng đầu của thành phố Hô Hòa Hoạt Đạt. Lao động tiên tiến cấp đặc biệt của thành phố này. Nhưng vinh dự chỉ đại diện cho một cái quá khứ đã qua. Vào năm 1999, tất cả những ai có mua cổ phiếu thì đều đọc được trên báo rằng là chứng khoán Trung Quốc, rằng là ông Ngưu Cang Sinh với chức vụ là phó tổng giám đốc công ty Ích Lợi đã bị hội đồng quản trị quyết định là bãi chức vì nó không còn là phù hợp. Đấy. Điều đó có nghĩa là Ngưu Cang Sinh bị cho thôi việc, mất việc làm. Nhưng Ngưu Cang Sinh vẫn giữ được cái vẻ bình tĩnh, dù lòng rất là đau. Ông đến các trung tâm giới thiệu việc làm để đăng ký, nhưng khi mà biết ông đã 43 tuổi thì họ đều từ chối. Sau khi Ngưu Cang Sinh bị bãi chức thì hàng loạt cán bộ quản lý hạng trung trong cái công ty này đều chịu chung số phận. Các cán bộ này đều than phiền với ông rằng anh bị bãi chức còn có thể được ăn lương, đi học đại học Bắc Kinh. Cái thời mà đi học đại học Bắc Kinh á, còn chúng tôi thì không biết xoay sở vào đâu được. Một thời gian sau thì Ngưu Cang Sinh nảy ra ý định là tự mình sáng nghiệp. Khi còn là một nhân viên của tập đoàn Ích Lợi thì hàng năm Ngưu Cang Sinh nhận được khoảng 1.080.000 tiền tiền lương. Có tiền thì anh sẵn lòng giúp đỡ cho những cái cán bộ nghèo khác. Có thể khi đó Ngưu Cang Sinh cũng không biết được là anh đã lấy tiền trợ cấp mua xe của mình để cho anh em khác đi làm, lấy tiền thưởng của mình để đem đến cho các anh em gặp khó khăn. Cho nên lúc mà anh gặp khó khăn ấy thì vào lúc này mọi người đều đều nghĩ tới anh. Trong ngành sữa thì Ngưu Cang Sinh là một người tài giỏi nổi tiếng. Mọi người thường gọi anh là quá kiệt. Không có nhà máy, không có tiền vốn, không có sản phẩm. Đấy. Tất cả đều là con số 0. Những thứ đó đều là những con số 0. Không có tiền vốn này, không có sản phẩm, không có nhà máy luôn. Chỉ dựa vào lòng yêu mến của mọi người mà Ngưu Cang Sinh cũng huy động được một khoản vốn ban đầu. Lúc đầu, Ngưu Cang Sinh cùng với 8 người khác cùng nhau lập nghiệp. Họ đều là những cái công nhân viên trong tập đoàn Ích Lợi, trong tay có một số cổ phiếu ban đầu của Ích Lợi. Để lập nghiệp, họ đem bán lại số cổ phiếu này và gom góp được hơn 1 triệu nhân dân tệ tiền tiền mặt. Họ còn dùng hơn 200 nhân dân tệ để thuê cái văn phòng đơn giản và thành lập công ty tập đoàn sữa Mông Ngưu ở Nội Mông. Ngưu Cang Sinh giữ chức là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm kiêm tổng giám đốc. Tiền vốn thì chỉ có 1 triệu bạc, quả là rất là ít ỏi. Nhưng được tin Ngưu Cang Sinh thành lập công ty, bạn bè quen thuộc cùng với những anh em dưới quyền của Ngưu Cang Sinh trước đây đều rủ nhau đến góp tiền đầu tư cùng anh. Họ nói, ngày xưa phó tổng giám đốc Ngưu bỏ tiền ra cho mọi người tiêu, thì bây giờ chúng ta góp tiền để giúp anh có được cái điều gì, có được cái điều gì đó, thì việc gì chúng ta phải nghĩ ngợi. Đấy. Như vậy, chỉ sau 5 tháng tiền vốn của tập đoàn sữa Mông Ngưu thì từ con số đăng ký ban đầu là hơn 1 triệu đã tăng lên là 13,9 triệu nhân dân tệ.
Với bất kỳ doanh nghiệp nào cũng vậy, khó khăn nhất là việc chọn người để giao việc. Nhưng với Ngưu Căng Sinh thì việc này thật là dễ dàng. Đây là một việc đáng phục. Ngưu Căng Sinh đối xử với mọi người không hề dùng thủ đoạn mà luôn thật tình. Tôn Ngọc Vũ, người cùng sáng nghiệp với Ngưu Căng Sinh, hiện đang làm giám đốc công ty sản xuất bơ đã kể lại. Khi đi khỏi công ty Ích Lợi thì Ngưu Căng Sinh không hề rủ rê lôi kéo ai cả. Ngược lại, còn khuyên nhủ mọi người ở lại cố gắng công tác thật tốt ở tập đoàn này. Nhưng trước đây, làm việc dưới quyền của anh, được anh bồi dưỡng chăm chút, thì chúng tôi đã học được nhiều điều. Chúng tôi tin rằng anh đủ sức để làm tốt một cái doanh nghiệp mới. Thế là chúng tôi xin đi theo anh. Ngưu Quang Sinh chia vốn 13,98 triệu ra thành 3 phần. 3 triệu dùng vào việc quảng cáo, 3 triệu để xây dựng nhà xưởng, và còn lại để dùng vào việc nhận thầu, cho vay và đầu tư cải tiến kỹ thuật, và tìm ra được cái phương pháp quản lý. Đấy, dùng cho cái phương pháp quản lý của mình. Chúng ta nên chú ý rằng việc đầu tiên của Ngưu Căng Sinh là quảng cáo chứ không phải xây dựng nhà xưởng. Ngưu Căng Sinh để ý thấy cái doanh nghiệp đều xây dựng nhà xưởng trước rồi mới chú ý đến thị trường. Nhưng đợi đến khi có sản phẩm ra rồi thì đó cũng là lúc hết tiền để khai thác thị trường và kết quả là bị thua lỗ. Ngưu Căng Sinh phân tích ưu thế của mình và 8 đồng nghiệp đều là những người có trên 10 năm kinh nghiệm công tác thực tiễn ở tập đoàn Ích Lợi. Trong xã hội có rất nhiều doanh nghiệp chế biến sữa, không thiếu gì nhà xưởng và thiết bị sản xuất, nhưng lại không biết cách khai thác thị trường và không biết tìm ra được cái phương pháp quản lý tiên tiến. Vì vậy, cách đi của Ngưu Căng Sinh trong trường hợp này là hoàn toàn đúng đắn. Ngưu Căng Sinh gần như dành toàn bộ số tiền chi cho quảng cáo để làm quảng cáo ở thành phố Hô Hòa Hoạt Đạt. Thành phố này không lớn lắm, nhưng khi tung ra quảng cáo thì lập tức mọi nhà trong thành phố đều biết đến công ty Ngưu Mông của Ngưu Căng Sinh. Nhưng có một chuyện mà không ngờ chỉ xảy ra trong một đêm, đó là tất cả các bảng biển quảng cáo của Ngưu Căng Sinh đều bị đập phá hết. Đây là một chuyên án đầu tiên và là xa lạ đối với Trung Quốc đã xảy ra khi mà ở thành phố này. Về sau thì ngành công an và cảnh sát phải ra tay phá án. Công ty đã liên kết với học hội dinh dưỡng của Trung Quốc, khai thác nhiều sản phẩm mới và tất cả các sản phẩm đều được dán nhãn với thương hiệu là Mông Ngưu. Nhờ vậy, Ngưu Căng Sinh đã có các nhà xưởng, có các thiết bị, năng lực sản xuất ở khắp nơi trên đất nước. Với các nhà xưởng và thiết bị thì Ngưu Căng Sinh chỉ cần được chi phối sử dụng mà không cần được quyền sở hữu. Lưu ý là với các nhà xưởng và thiết bị thì Ngưu Căng Sinh chỉ cần được chi phối thôi, sử dụng mà không cần đến quyền sở hữu. Phương thức này đã giúp Ngưu Căng Sinh có một cái tổ chức sản xuất ở các nơi mà không cần phải đầu tư xây dựng cơ bản. Ví dụ ở thành phố Bao Đầu thì Ngưu Căng Sinh đã liên kết với nhà máy chế biến bơ sữa và chỉ trong một thời gian ngắn đã cho ra đời hàng loạt bơ mang thương hiệu là Mông Ngưu. Hắc Long Giang là một cái tỉnh có nguồn sữa lớn của Trung Quốc. Qua điều tra thì Ngưu Căng Sinh biết được đây là một công ty do Mỹ đầu tư, nhưng mà nó tổ chức sản xuất kinh doanh quá kém. Thế là Ngưu Căng Sinh cùng với 7 chuyên gia giỏi trong tập đoàn đến đây đảm nhận quản lý xí nghiệp và giúp cho doanh nghiệp này có được những cái thiết bị tốt nhất, có được nguồn sữa tốt nhất và cái mô hình quản lý tốt nhất. Với 8 người đến công ty Mỹ làm việc thì không cần phải góp một cái đồng vốn đầu tư nào đó, mà ngược lại còn đem về cho tập đoàn này mỗi năm là gần nửa triệu tiền công. Với cái kiểu hợp tác này thì Ngưu Căng Sinh gọi là liên hiệp ảo. Khi hợp tác thì sử dụng điều hành, thiết bị, nhân viên của đối tác mà không cần chú trọng đến việc chuyển giao tài sản. Ngưu Căng Sinh nhấn mạnh đến yếu tố chi phối, sử dụng tài nguyên mà không đặt ra cái vấn đề về sở hữu tài nguyên. Cũng giống như khi ra đường được đi nhờ xe để đến nơi cần đến mà trong tay không cần phải có cái chiếc xe đấy. Giữa hai bên chỉ có sự hợp tác, sử dụng, chi phối mà không đề cập đến vấn đề chuyển giao tài sản. Với các hợp tác như vậy thì chỉ trong một thời gian ngắn, Ngưu Căng Sinh đã làm được một số tiền rất lớn với trị giá là 780 triệu nhân dân tệ, hoàn thành được cái việc mở rộng mà các doanh nghiệp khác phải làm trong nhiều năm. Trong 43,6
65 triệu nhân dân tệ doanh thu hàng năm thì có đến 20 triệu thu được là từ việc hợp tác giữa công ty Mỹ ở Hắc Long Giang. Ngưu Quang Sinh tỏ ra là một người rất là rộng rãi, trong hợp tác chỉ cần để ý sao cho mình không bị thiệt, còn lợi ít hay lợi nhiều thì không hề tranh chấp. Vì với cái tấm lòng rộng rãi như vậy cho nên là dù hợp tác với ai thì Ngưu Quang Sinh cũng rất là dễ dàng thành công. Người ta thường nói hợp tác là để đôi bên cùng có lợi, nhưng Ngưu Quang Sinh khi hợp tác lại thường không nghĩ đến lợi cho mình trước. Không trục lợi cho mình thì chắc chắn rất là dễ làm việc. Vì có những cái quan hệ đầy tình người như vậy cho nên Ngưu Quang Sinh đã thành lập được các trạm sữa kinh doanh. Đấy, các trạm kinh doanh sữa rất là thuận lợi. Thí dụ người khác thiết lập một cái trạm sữa thì phải đầu tư gần nửa triệu bạc, tức là tính theo đơn vị nhân dân tệ, nhưng Ngưu Quang Sinh lại không cần đầu tư tới 40.000. Vì sao? Vì trong mỗi thôn làng thì đều có một người có tiền và một số người có quyền thế. Kết hợp người có tiền và những người có quyền thế lại với nhau để lập trạm thì cơ bản mình không cần phải bỏ vốn để đầu tư. Hơn nữa, trạm sữa kiểu này sẽ được thành lập. Khi mà được thành lập ấy, thì rất nhiều người sẽ quan tâm, cho nên hoạt động vô cùng thuận lợi. Chỉ cần đảm bảo cho họ có lợi thì tốc độ phát triển sẽ nhanh chóng vô cùng. Về tốc độ phát triển, Ngưu Quang Sinh có một cách giải thích khá lý thú. Anh đã ví tốc độ phát triển của một doanh nghiệp không khác gì cái định luật tàu vũ trụ cả. Khi phóng một con tàu lên tàu vũ trụ thì chỉ có hai kết quả. Nếu đủ tốc độ để thoát ra khỏi sức hút của trái đất thì tàu vũ trụ sẽ bay lên được cái quỹ đạo đã định. Còn nếu không đủ tốc độ thì tàu sẽ rơi xuống và bốc cháy tan tành. Khi phát triển một doanh nghiệp cũng theo quy luật như thế. Mọi sự cạnh tranh đều bắt đầu từ tốc độ. Nếu không phát triển được với tốc độ cao thì sẽ bị diệt vong với tốc độ cao. Những doanh nghiệp tư nhân lại càng phải chú ý đến điều này. Qua nghiên cứu cho thấy, năm 1970, trên thế giới có đến 500 doanh nghiệp mạnh, nhưng đến năm 1982 thì chỉ còn lại chưa đầy 2/3. Trong các doanh nghiệp loại lớn trên thế giới bị phá sản, phải đóng cửa thì nguyên nhân chủ yếu là do những cái quyết định sai lầm. Vì vậy, quá trình phát triển của tập đoàn sữa Mông Ngưu thì sau khi đã xác định được cái mục tiêu phát triển thì Ngưu Quang Sinh nghĩ ra trăm phương ngàn kế để tập trung nhân tài, vật lực để tiến lên nhanh chóng theo cái phương hướng mục tiêu đó, nhằm khống chế được cái thị trường. Đồng thời, bất kỳ ai trong tập đoàn Mông Ngưu thì đều có thể đề xuất ý kiến của mình đối với quyết sách của lãnh đạo, cốt sao cho đảm bảo được các quyết sách này không bị sai lầm dù là nhỏ nhất. Có một lần con trai của Ngưu Quang Sinh phàn nàn với bố của cậu ấy rằng cậu ấy không có nhiều bạn bè như những người khác. Thì Ngưu Quang Sinh liền hỏi con, thế con có bạn không? Đứa con trả lời, có nhưng chỉ hai bạn thôi bố ạ. Sao hai đứa này lại làm bạn với con? Vì các bạn ấy đối với con tốt nhất. Vậy thì con hãy đối xử tốt với tất cả mọi người thì mọi người có thể trở thành bạn của con. Giữa cha mẹ và con cái, tại sao tình cảm lại tốt đẹp? Suy cho cùng là vì cha mẹ dành tất cả tình yêu thương của mình cho con cái. Điều đó có thể con cái do cha mẹ đẻ ra, nhưng nhân tố quan trọng hơn lại là vì mình đã đối xử tốt với chúng. Nếu không thì dù con cái do cha mẹ sinh ra nhưng không thương yêu, không đối xử tốt với chúng thì chúng đều quay lưng lại với cha mẹ cả. Ngưu Quang Sinh nghĩ như thế và cũng làm như thế. Anh đặc biệt quan tâm đến những người xung quanh, không chỉ với công nhân viên trong doanh nghiệp mà ngay cả những người ngoài xã hội sống ở xung quanh anh đều giữ vững cái tình cảm của mình. Nhớ lại chuyện cũ thì có lần Ngưu Quang Sinh đã nói với một giọng khôi hài, có thể tôi không phù hợp với chức vụ là phó tổng giám đốc công ty ích lợi mà chỉ thích hợp với chức vụ tổng giám đốc. Sự thực thì mình đã làm chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của một doanh nghiệp khác. Ông đã nói như vậy, muốn lãnh đạo một doanh nghiệp hạng lớn tiến lên thì không thể thiếu được cái kỹ năng xử lý tốt các quan hệ xã hội. Khi mới thành lập công ty còn phải đi thuê nhà để làm văn phòng. Đã có hết một khoản tiền này tới một khoản tiền khác chảy về nơi văn phòng giản dị này. Lúc đó có người đã viết đơn tố cáo các cơ quan có trách nhiệm
rằng đây là một cái ổ huy động vốn phi pháp. Các cơ quan hữu quan không dám lơ là trách nhiệm, đã đến tận nơi để kiểm tra thì thấy 7 triệu đồng tiền mặt, liền chuẩn bị tiến hành xử lý theo cái tội phạm là huy động vốn phi pháp. Lúc này Mông Ngưu phải tìm mọi cách để làm rõ mọi việc và phải trải qua một cái thời gian dài mới xua tan được hết cái bóng đen. 3 tháng sau khi công ty sữa Mông Ngưu chuyển sang cái kinh tế phồn thịnh ở huyện Lâm Cách Nhĩ, thành phố Hô Hòa, Hoạt Đạt, thì trong diện tích 7 hecta đất trống có một dãy cây già cỗi không thể sử dụng vào việc gì, cũng không thể chặt đi, bởi nếu chặt đi sẽ phạm tội phá rừng, nhưng để xây dựng nhà xưởng thì buộc phải chặt cây. Thế là có một đơn tố cáo lên cục lâm nghiệp của nhà nước. Lúc này Lâm Nguy như vậy, chủ tịch Lâm Cách Nhĩ đã đứng ra che chắn cho Ngưu Xuân Căng. Ông nói: các anh cứ làm đi, nếu bị bắt tôi sẽ đi tù thay cho. Các anh cứ làm doanh nghiệp cho tốt, nếu trong một năm làm tốt doanh nghiệp thì tôi được ra tù, 2 năm mới làm tốt được doanh nghiệp thì 2 năm tôi sẽ ra được tù. Ý của ông muốn nói cho Ngưu Căng Sinh là hãy làm tốt doanh nghiệp của mình để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, sau này sẽ trồng được nhiều cây có giá trị hơn nữa để lấy công chuộc tội. Ngày nay trong cả khu vực nhà xưởng sữa của Mông Ngưu thì cây cối xanh tốt hàng năm, quanh năm. Ngưu Quang Sinh nói chủ tịch huyện tín nhiệm Mông Ngưu thì Mông Ngưu phải làm sao cho xứng đáng với sự tín nhiệm của chủ tịch huyện. Ngưu Quang Sinh cùng 8 người sáng lập ra Mông Ngưu đã từng là một cán bộ bậc trung trong công ty Ích Lợi, cho nên sau này có hơn 400 người bị ra khỏi Ích Lợi đều làm cho Ích Lợi phải hối tiếc. Vì thế bây giờ xử lý các quan hệ Ích Lợi như thế nào rõ ràng đây là một khó khăn đối với Ngưu Quang Sinh. Ngưu Quang Sinh đã phát biểu với tấm lòng biết ơn đối với Ích Lợi. Ông nói nếu không có Ích Lợi đào tạo và bồi dưỡng thì sẽ không có công ty sữa Mông Ngưu ngày nay. Đồng thời phải thấy rằng sự ra đời của Mông Ngưu không có hại gì đối với Ích Lợi, mà ngược lại càng làm cho tập đoàn Ích Lợi phát triển nhanh hơn. Thực ra Mông Ngưu theo từ phía sau, cho nên hàng năm Ích Lợi phải phát triển vượt trên 100%. Đánh giá như vậy quả thực là sự cầu thị, không có ý gọi là trả thù trong đó. Ngưu Quang Sinh đã nêu ra một ý kiến nên khuyến khích toàn dân uống sữa, không nhất thiết chỉ uống sữa Mông Ngưu mà toàn dân uống sữa là được. Khi tiến vào thị trường thì trên tấm biển quảng cáo đầu tiên của Mông Ngưu có một câu đó là xin làm thương hiệu sữa thứ hai ở Nội Mông. Trên gói bơ của Mông Ngưu có in một câu học tập công ty Ích Lợi để làm rạng rỡ công nghiệp của dân tộc. Trong những biển quảng cáo khắp nơi thì cả nước đều có những câu như là đồ uống ngon từ Nội Mông, Ích Lợi tung hoành trên ngàn dặm thảo nguyên, giúp sữa Mông Ngưu đạt được sự thịnh vượng. Tại sao Mông Ngưu phải đặt bên cạnh Ích Lợi ở khắp mọi nơi? Việc ấy không ngoài 3 vấn đề: lợi dụng sự nổi tiếng của tập đoàn Ích Lợi để nêu cao cái thương hiệu sữa Mông Ngưu, đề phòng mọi thủ đoạn trả thù từ trên thị trường của ông anh cả trong ngành. Nếu có sự trả thù thì cả hai cùng thiệt hại. Cùng Ích Lợi phát triển sản phẩm của Nội Mông, chính nhờ cách đối xử đúng đắn mà sữa Mông Ngưu và tập đoàn Ích Lợi tuy là đối thủ cạnh tranh nhưng vẫn trong một cái sân chơi rất là lành mạnh. Dựa trên kinh nghiệm kinh doanh phong phú, nhờ có được cái mối quan hệ bạn bè rộng mà sữa Mông Ngưu chỉ trong 3 năm đã từ vị trí đứng dưới 1.000 doanh nghiệp nhảy lên vị trí tứ cường trong ngành. Doanh thu tăng từ 19,5 lần và trở thành người đứng đầu trong số 100 nhà doanh nghiệp mạnh nhất Trung Quốc. Sữa Mông Ngưu đã trở thành một cái thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc. Năm 2004 thì tập đoàn Mông Ngưu đang từ một tập đoàn có giá trị cổ phiếu thấp nhất trên thị trường chứng khoán thì liền phát triển sang thị trường chứng khoán Hồng Kông và không ngờ đạt được sự thành công chưa từng có từ trước tới nay, thu hút được sự ủng hộ của hơn 6 đơn vị đầu tư nổi tiếng trên thế giới và trở thành tập đoàn doanh nghiệp giàu có ở trên Trung Quốc, trên thị trường Trung Quốc. Trong tập đoàn này thì có 5 tỷ phú, 10 triệu phú là có tài sản 100 triệu và mấy chục người giàu có trên chục triệu nhân dân tệ. Tập đoàn công ty sữa Mông Ngưu là một cái doanh nghiệp tư
khi lập nghiệp trên đất Hồng Kông đã tạo ra một cái kết cấu vốn cổ phần đặc biệt, 100% cá nhân là có cổ phiếu, đồng thời thu hút được một cái số tổ chức nước ngoài góp cổ phần. Trong cái tập đoàn này thì có người quản lý cổ phần thì là chủ tịch hội đồng quản trị. Còn lại thì cổ phần chủ tịch hội đồng quản trị thì có cổ phần ít nhất so với chủ tịch của các công ty tư doanh khi mà tham gia thị trường chứng khoán. Cá nhân Ngưu Cang Sinh thì chỉ có 6,1% cổ phần thôi. Điều này chứng tỏ rằng sự thành công của sữa Mông Ngưu là sự thành công của một tập thể quản lý, bao gồm là các hình thức về cơ cấu góp cổ phần, quản lý kinh doanh, vận dụng tài chính và sử dụng vốn. Các công ty này đã áp dụng các phương pháp quốc tế cơ cấu quyền góp cổ phần và đã tạo nên một cái động lực mạnh mẽ trong mọi tầng lớp quản lý của tập đoàn sữa Mông Ngưu, thúc đẩy mọi người làm việc đều tay. Theo báo cáo của Liên hiệp Thương nghiệp của Trung Quốc và các công ty điều tra quốc tế nổi tiếng, thì mức tiêu thụ sữa của Mông Ngưu chiếm số 1 trên thị trường của Trung Quốc và đứng đầu về tỷ lệ chiếm hữu thị trường và tỷ lệ thị phần trong trong cả nước. Mục tiêu phát triển của sữa Mông Ngưu sẽ là sau 3 năm tham gia doanh nghiệp thị trường chứng khoán, mức tăng tăng trưởng tiền lãi mỗi cổ phiếu không ít trên trên 50%, và vào năm 2006 thì mức tiêu thụ sản phẩm lại đạt tới 10 tỷ nhân dân tệ.